Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì ở clip trước ấy, mọi người có theo dõi được là khi mà mình với em Quyền đi vào khám phá nhà hoang đấy, thì phát hiện được là trong căn nhà có rất là nhiều bùa. Nhưng anh em mình thì nói thật là cũng không biết được về bùa ngải như thế nào, cũng không thể dịch được những cái lá bùa đấy đấy. Thì trong những cái phần bình luận đấy cũng có một số người nói là ngôi nhà này thế nọ thế kia mà đã có người khám phá bên chỗ anh bên chỗ bạn Minh A Quy đấy. Thì mình nói thật là cũng rất là tò mò về những cái lá bùa đấy, thật sự rất là tò mò đấy. Thì mọi người thông cảm hôm nay đội nón vì trời nắng quá, mình hôm nay đi vội quá lại quên không đội mũ nên là thấy cái nón là dìa đường chả biết là của ai, nó bị gãy này, mình cứ nhặt mình đội cho đỡ nắng. Thì hôm nay là mình định rủ em Quyền đi, nhưng mà em Quyền em lại bận, em lại không đi được. Thì thôi, một mình cũng đi để đánh nhiều một phen. Thì mình biết được là một mình đi rất là nguy hiểm, nhưng mà chấp nhận đi một mình thì sẽ có rủi ro, nên là dù có chuyện gì xảy ra mình cũng sẵn sàng mình đón nhận, miễn sao được là mình thỏa được cái sự tò mò của mình, thỏa được cái mà mình mọi người đang xem cũng có giống như mình là rất là tò mò về lá bùa. Thì hy vọng được những ai hiểu được về những cái lá bùa đấy như thế nào thì có thể nói cho mình biết. Thì có người xem thì bảo là cái đấy là bùa trấn yểm của vợ chồng mấy con cái gì ấy, thì đại loại là mình cũng không biết, mình không hỏi thì về người dân xung quanh, bởi vì là cái này cũng là một vấn đề rất là nhạy cảm. Mục đích của mình hôm nay muốn lên là mình chỉ muốn quay lại những cái lá bùa đấy để những ai hiểu về bùa ngải, hiểu về pháp có thể cho mình một lời giải đáp. Thì bây giờ đang là tầm qua 12 giờ trưa rồi, mình muốn đến cái giờ này là cái giờ khắc giao thời giữa âm và dương, giờ khắc người ta gọi mà giờ chính ngọ đấy. Thì có những cái hiện tượng nó hay xuất hiện, có những cái điều lạ nó hay xảy ra, nên là mình hy vọng được là ngày hôm nay. Ở đây mình sẽ bỏ cái nón này ra, mình để ngoài đây, vào đây nó cũng mát rồi. Hy vọng được là sẽ có một dấu hiệu nào đó cho mình biết được, cho mình cảm nhận được là trong nhà vẫn đang có một cái điều gì đó kỳ bí mà nó lại thôi thúc mình, làm cho mình rất là tò mò. Bây giờ mình đã đến nơi rồi. Đây. Vẫn là con đường này, cỏ mọc um tùm xung quanh. Giữa 12 giờ trưa mà đi vào thì cũng là cả vấn đề. Bản thân mình thì cũng thực sự là cũng rất là giác ma. Đó, phía xa xa đó là cái căn nhà. Một cái căn nhà xây không giống như những căn nhà khác mọi người ạ. Thường thì người ta sẽ xây cửa chính ở chỗ này, thì bên cạnh này phải là một cái cửa sổ, nhưng căn nhà này thì lại không phải. Cái khung cảnh vào nó đã hoang tàn, cỏ hoang mọc um tùm. Mình còn nhìn thấy một cái cây mít rất là cổ thụ, hình như đã chết rồi. Thì tí nữa mình sẽ ra mình quay cho mọi người xem được cái mít nó cổ thụ, nó cằn cỗi như thế nào. Thì hôm nay con lại quay lại căn nhà này. Xin các ngài hoặc là chủ nhân của căn nhà này lượng thứ bỏ qua cho con. Con chỉ muốn khám phá những cái điều mà con cảm thấy tò mò, chứ con không có ý định phá hoại bất cứ một điều gì. Mình không thấy có hiện tượng hoặc là có một cái dấu vết gì thể hiện là đã có người đến đây mọi người. Vẫn là cái cửa và khóa mà nó bị gãy một nửa. Cái ảnh thì vẫn ở đây. Không hiểu sao người ta để ảnh ở đây nhỉ? Đây,
thường thì họ xây nhà đấy thì phía này phải là cái cửa chính, và cái chỗ này phải là một cái ô cửa sổ thoáng. Đấy là hầu hết tất cả những căn nhà đều xây theo kiểu phong thủy như thế. Nhưng đến căn nhà này thì mình lại không thấy có một chút nào gọi là giống cả. Hình như cánh cửa này là đã có. Lúc mình nhớ lúc trước là khi mình ra về nó mở, hôm nay nó lại đóng vào và nó có một cây gỗ chèn vào đây. Đây, lẽ ra chỗ này phải là cái cửa sổ nhưng mà nó lại chỉ là một khe rất là nhỏ này. Còn bên này thì đã được bịt vào. Mọi người thấy nốt bê xi măng này đã được bịt vào rất là chắc chắn này. Ngôi nhà thì đã bị nứt nẻ theo thời gian. Mình thấy trên tường có rất là nhiều chữ mọi người. Nhưng không biết là cái nó chữ nó liên quan đến cái gì ấy. Có âm. Khó dịch phết nhưng mà mình thấy có chữ âm này. Ai đấy nhỉ? Bây giờ mình sẽ tiến vào trong. Hy vọng là mình sẽ tìm ra một cái manh mối nào đó để cho cái thỏa cái sự trí tò mò của mình. Bước vào căn nhà mình vẫn cái cảm giác nổi hết gai ốc lên rồi. Bên trong căn nhà thì là như ai trêu hay sao ấy. Ai đấy? Có ai đây không? Ủa, mình nhìn ra ngoài có một ngôi mộ. Ngôi mộ ngay cạnh nhà luôn này. Thì cái lần trước mình vào đấy có phát hiện con chăn. Sau đó anh em mình bỏ đi, không bắt con chăn ấy nữa. Con chăn nó nằm đúng vị trí này. Bây giờ mình sẽ quan sát và quay lại những cái lá bùa cho mọi người. Lá bùa chỗ này thì theo thời gian nó đã bị ố hết chữ, là chỉ còn bạ bên dưới thôi. Thực sự thì theo như cái linh cảm của mình ấy, năm cái lá bùa này nó cũng có một liên quan đến một cái vấn đề gì đó, nên là chủ nhà mới phải dán năm lá bùa này. Bây giờ nếu như mình muốn biết sự thật thì chỉ có cách là đi hỏi người hàng xóm.
mà bây giờ ở đây là trên núi thì lại không có ai. Ui ui giật mình. Ui nếu như là ai thì hãy cho một dấu hiệu để biết đi. Ai đây? Ui. Không ổn rồi mọi người, mình thấy không ổn rồi, mình có linh cảm là ai đó đang theo dõi mình. Nếu như các ngài đang hiện hữu ở đây, con biết được là mọi người đang theo dõi con, đang hiện hữu ở đây, thì hãy cho con một dấu hiệu để con nhận biết rằng mọi người đang ở đây đi. Các ngài đừng dọa nữa. Nếu các ngài ở đây thì hãy hiện hữu lên đi. Nếu như các ngài đang ở đây thì hãy hiện hữu, hoặc hãy cho con một dấu hiệu để con biết được là các ngài đang ở đây. Đừng dọa nữa. Còn đến đây cũng chỉ là khám phá thôi, chứ không có ý định phá hoại. Bây giờ mình bắt buộc mình lại phải làm một một cái để mình một cách, một phương pháp để có thể là mình nhận biết được là có dấu hiệu của người âm ở đây hay không. Bây giờ mình sẽ dùng một cuộn giấy mà mình đã chuẩn bị sẵn. Sau đó là mình sẽ treo vào cái chỗ mà thoáng nhất ở đây. Nếu như mà có hiện tượng thì sẽ cảm nhận và sẽ nhìn thấy luôn. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái cách để mà mình... cái này thì mình nghĩ là nó cũng chỉ tương đối khoảng tầm... 50% thôi. Mình sẽ sử dụng giấy để mình buộc vào những chỗ khe hở trong nhà này. Đấy, nếu như mà có hiện tượng mà giấy bay lên, hoặc là đây này, nó là cuộn giấy ăn này nhá. Đây, mình sẽ sử dụng cuộn giấy này. Thường thì trong nhà rất là ít gió, nên là mình đặt những cái góc này này là để nếu như mà có một hiện tượng gì đó đấy, hoặc là có một người âm đi qua đấy, thì thường sợi giấy này nó sẽ đông đưa. Bây giờ mình sẽ cùng mọi người cùng mình chờ kết quả nhé. Đấy mọi người thấy giấy vẫn đang đứng yên nhé.
Hy vọng là mình sẽ có may mắn được thấy được một cái hiện tượng nào đó để mình đỡ được cái sự tò mò của mình. Đây mọi người này, bắt đầu đông đưa, có hiện tượng đông đưa này, nhưng mà đông đưa rất nhẹ. Mình nghĩ đây là hiện tượng. Mình nghĩ đây là gió thôi. Cái chỗ mình đặt, nếu khi nào mà cái sợ, ui đây 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 đây, mình thấy sợi này đông đưa mọi người, mình thấy sợi này đông đưa này. Nếu mà đông đưa cả hai sao thì mỗi sợi này đông đưa này. Cái trong góc kia mình thấy đông đưa nhiều nhất này. Đấy đấy, nếu như các ngài đang hiện hữu ở đây, các ngài đang hiện hữu ở đây thì hãy xuất hiện đi, hãy xuất hiện ở cái này đi, hãy xuất hiện luôn ở cái tờ giấy ở giữa này, chứ không phải là hai tờ giấy ở kia. Mà mọi người xuất hiện đi, hãy cho con một dấu hiệu đi. Mọi người ạ, wow, nếu như đi hai người thì mình không bao giờ mình sợ, nhưng mà đi một mình thì hơi sợ một chút mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ về mình gọi Quyền để hai anh em cùng lên thử xem như thế nào. Chưa, bây giờ một mình ở trên đây cũng rất là nguy hiểm, bởi vì trên này nó là hoàn toàn là đồi núi không. Thì nếu mọi người mà thấy hay nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình. Nếu mọi người muốn anh em mình và Quyền sẽ thử thách 24 giờ ở đấy để cảm nhận ngôi nhà đó như thế nào lúc giữa 12 giờ trưa thì mọi người bình luận ở phía bên dưới để cho mình biết nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhé.